Em chào mọi người nhé. Hôm nay thì em sẽ quay mẫu một cái đơn hàng hồ điệp giống 12.000, cái loại mà cho hoa bói Tết nhé. Để các bác có thể thấy rõ được ấy là khi mua hàng thì cái cây mà được đóng đi cho mọi người là cây như thế nào. Đó. Và cũng để giải thích luôn ấy, một số thắc mắc mà mọi người hay phản hồi lại em. Thì hôm nay em quay mẫu đây là cái đơn 20 cây. Đấy, thì cái đơn 10 cây nó cũng như vậy. Đó. Về chất lượng cây ấy, thì nó rất là tốt. Đấy, các bác nhìn qua cái bộ rễ của nó này. Em quay xa cũng nhìn thấy luôn được bộ rễ này. Về lá nó gần như là không lỗi lầm gì. Đấy, nhưng mà mọi người hay có một cái thắc mắc mà đa số các bác hay nhắn em ấy, là tại sao cây nó không được đều cho lắm. Thì em giải thích luôn, bởi vì là cây nó là nhiều màu. Đấy, còn các bác mà mùa nó đều nhau tăm tắp ấy thì nó thường là chỉ một hai màu thôi. Còn những cái cây này thì nó đều khác nhau về màu nhá. Thì cái thời gian mà em trồng ấy và cái điều kiện mà chăm sóc thì nó đều giống như nhau. Đấy, nhưng mà có cây lá to này, có cây lá bé hơn, có cây lá tròn, có cây lá dài. Đấy, kiểu như vậy, như cây này màu trắng này, màu trắng với màu đỏ thì lá bao giờ nó cũng phải to hơn cái cây màu vàng. Đây, đây là cây màu vàng đấy. Đó, lá nó phải to hơn rồi. Đấy, hoặc là cái cây màu xanh, đây cây màu xanh là cây lá dài. Đấy. Cây màu đốm ấy, lá nó tròn hơn này, thì cây nó sẽ không đều nhau tăm tắp từng loại một đâu, hoặc là có cây lá xanh, có cây lá tím. Đấy, bởi vì màu hoa nó khác nhau nhá. Và thứ hai ấy, là về cái độ to của cây, thì đôi khi mà em quay xa ở cây gần ấy thì mọi người không nhận biết được cái độ to của cây đâu. Thì đây em cầm lên tay thì cây của em là thường nó vừa trong cái lòng bàn tay nhá. Hoặc là để cụ thể hơn ấy thì em để so với một cái cây mà hồ điệp trưởng thành này. Đấy, cái cây hồ điệp mà người ta cho hoa Tết ấy, trồng Tết ấy, thì nó là cây to này. Đấy, thì cây của em nó là cây nhỏ hơn. Và cây này thì Tết nó chỉ cho được hoa bói thôi, đến năm sau thì nó sẽ to như cây này. Đấy, lợi thế của cái cây nhỏ này thì nó là rẻ và mình có thể sưu tầm được nhiều màu, mà mình trồng đến năm sau nó vẫn đạt kích thước như cái cây to này. Đấy, một cây này có 12.000 thôi, nó rất là rẻ. Đấy, các bác mua 10 cây 10 màu hoặc là 20 cây 10 màu nó cũng chỉ có hơn 100 hoặc là hơn 200, rất là rẻ. Đấy, phù hợp với bác nào mà yêu thích chăm sóc và muốn sưu tầm nhiều màu. Đó, thì đây chính là mẫu một cái đơn hàng cây gửi đi nhá. Và khi mà cây các bác nhận được ấy, thì nó sẽ có thể không được cứng lá như thế này, bởi vì nó phải nằm trong cái thùng vận chuyển mất khoảng 2 cho đến 3 ngày thì bao giờ lá nó sẽ héo hơn. Nhưng về nhà mọi người chăm sóc một vài hôm mà lá nó lại căng y nguyên như thế này nhá. Đấy, còn cây thì rất là khỏe, chất lượng rễ này. Đó, bộ rễ cây nào nó cũng rất là khỏe nhá. Đấy, không rễ ngoài thì rễ trong rất là khỏe. Đó, như cây này và cây này lá nó đã khác nhau rồi, bởi vì màu hoa nó khác nhau. Như sang cây này lá nó lại khác nhau nữa. Đấy, cây này lá lại khác nữa, màu hoa nó khác nhau. Đó, hôm nay là có bác là đặt hẳn 15 màu cho 20 cây này. Đấy, thì em chọn ra đa số là những cái cây nó khác màu nhau. Đấy, thì nguyên mẫu một cái đơn hàng mà đóng đi cho các bác là như thế này. Đó. Mà mọi người có nhu cầu mua thì cứ liên hệ số điện thoại bên dưới nhé, 0974 702 106. Đấy, thì các bác có thể xem hết video để giải đáp một số cái thắc mắc của mọi người. Đó. Chất lượng cây thì đảm bảo là rất ok. Chúng ta được nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em. Cây có như thế nào thì em báo như vậy nhé. Em chào các bác.